HSPN xin chào các bạn. Đúng sau một tuần khi ra mắt và nhận đặt cọc chiếc VinFast VF e34 chiếc xe điện đầu tiên của hãng VinFast thì mẫu xe điện thứ hai VF e35 của VinFast cũng đã có những hình ảnh đầu tiên. Chúng ta hãy cùng xem chi tiết về sự so sánh của hai dòng xe này. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá đôi nét về mặt ngoại thất bởi vì dòng xe điện thứ hai VinFast VF E35 được ra mắt và giới thiệu là ở dòng SUV phân khúc D nên nó là bậc đàn anh của chiếc VinFast VF E34 ra mắt vào tuần trước các bạn thấy là cái chiều dài tổng thể cũng như là chiều dài trục cơ sở đã lớn hơn đáng kể chiều dài tổng thể nó lớn hơn đến 450 mm trong khi đó chiều dài của trục cơ sở là lớn hơn đến 300 mm cho chúng ta cái trải nghiệm thật sự khác biệt trong hai cái dòng xe điện đầu tiên của hãng VinFast này trong khi đó thì hãng chưa chính thức công bố về cái độ rộng cũng như là độ cao tổng thể nhưng mà cái dòng SUV phân khúc D của chiếc VinFast VF 35 này là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của những dòng SUV phân khúc D tại thị trường Việt Nam như chúng ta biết chẳng hạn như là Ford Everest hoặc là chiếc Toyota Fortuner. Vì vậy thì cái độ sáng gầm cũng chắc chắn sẽ trên 220 mm và cái độ cao tổng thể cũng sẽ cỡ 1m8, các bạn nhìn đây là những hình ảnh rất chi tiết về cái uh, bề ngoài tổng thể, nó sẽ không quá khác biệt so với cái dòng uh, đang rất thịnh ở thị trường Việt Nam đó là chiếc dòng xe chạy xăng Vinfast uh, Lux SA Uh, phiên bản mà vinfast đã cung cấp cho thị trường việt nam trong thời gian qua các bạn nhìn thấy tổng thể nhưng mà uh, chúng ta phải lưu ý đây là mẫu xe điện vì vậy cái khoang không gian nội thất sẽ rộng rãi hơn đáng kể so với cái mẫu xe chạy xăng uh, tất cả cái khoang không gian nội thất nó sẽ được tối ưu vì chúng ta sẽ uh, quên đi tất cả những cái công nghệ uh, cần thiết trên cái mẫu xe chạy xăng À, đơn giản là một chiếc xe chạy điện. À, ví dụ mâm ở đây là dùng đến 19 đến 20 inch nè, cũng sẽ tương tự như cái dòng Vinfast uh, uh, Lux mà bản, phiên bản cao cấp nhất uh, President. Còn à, toàn bộ full mặt trước sau đến sẽ đều là cái bản chạy LED. Rõ ràng là một cái công nghệ về uh, xe điện nó chỉ cần ở đâu đó khoảng quanh 300 chi tiết để lắp uh, ráp lại thôi. Trong khi đó một chiếc xe mà chạy xăng chúng ta cần đến vài nghìn chi tiết để có thể uh, cấu tạo nên một chiếc xe hoàn chỉnh. Vì vậy thì không gian nội thất nó sẽ được. Mặc dù cùng kích thước và tổng thể bề ngoài, nhưng mà chiếc xe điện của hãng Vinfast, chứ nghĩa là mẫu xe điện thứ hai này Vinfast VF35. Lúc trước có một cái tên định danh là VF32 lúc mà giới thiệu trên thị trường thế giới cùng lúc cho ba xe. Còn đây là hình ảnh của chiếc VF34 chúng ta đã quen mắt trong khoảng một tuần qua khi hãng Vinfast chính thức giới thiệu ra mắt và nhận đặt cọc chiếc xe VF E34 này chỉ với mức đặt cọc là 10 triệu nếu chúng ta đặt cọc trước tháng 6 của năm 2021 thì các bạn có thể tùy chọn và nâng cấp lên cái phiên bản mà chúng ta mong muốn sau này là chiếc VF E35 giá khởi điểm cho cái chiếc xe này tại thị trường Việt Nam chỉ ở mức 590 triệu à, chúng ta thấy đây là ngoại thất của chiếc xe VF E34 và hoàn toàn nằm ở phân khúc c có thể cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ ví dụ như là ông bô phân khúc uh, tại thị trường việt nam hiện tại của dòng b đó là chiếc kia santos như vậy nếu so sánh về tổng thể thì những cái điểm nét chính chúng ta thấy đều hoàn toàn tương đồng như cả hai xe nhưng mà cái dòng VF-35 là định vị phân khúc D nên cao hơn hẳn à, mâm bánh xe nó là mâm đúc và hoàn toàn là 19 đến 20 inch à, nhìn cái phần ngoại thất nó sẽ tương đồng với lại cái những dòng xe cạnh tranh tuy nhiên phần nội thất thì có những điểm gì chúng ta có thể so sánh nổi bật Chiếc VF35 định vị ở cái phân khúc D và có rất nhiều cái tính năng thú vị. Ở đây cái màn hình giải trí trên mặt lô nâng cấp lên uh, sang hơn hẳn. Chúng ta thấy tương đương với những dòng Mercedes uh, CLC uh, cao cấp và màn hình lên đến 15,4 inch. Trong khi đó thì uh, số hàng ghế theo hãng xác nhận là chỉ có hai hàng ghế, tức nghĩa là xe này chỉ có 5 chỗ ngồi. Uh, đôi khi cái phiên bản chạy xăng tại thị trường Việt Nam có thể giới thiệu trong thời gian tới có thể là ba hàng ghế còn cái hệ thống đây là chúng ta nhìn hình ảnh chi tiết về cái ảnh của chiếc vinfast vf35 trong cái khoang không gian nội thất cái buồng lái giả lập và cho chúng ta hai cái cấp động cơ thì chọn như các bạn biết thì với một dòng xe điện thì thật sự là cái động cơ nó sẽ có mô men xoắn cực đại ở mọi dải tốc chứ không phải giống như dòng xe xăng là chỉ có một cái giải tốc duy nhất ở cái mức độ mô men xoắn cực đại ở 6.000 vòng thì cái vòng tua đó thật sự không tồn tại cái khái niệm đó trên dòng xe điện chúng ta thấy là không gian 15 phết 4 inch tràn viền của cái màn hình giải trí và đây cũng là màn hình điều khiển trung tâm theo như hãng công bố thì cái dòng xe điện VinFast VF e35 phiên bản ra mắt thứ hai này trên thị trường thế giới thì sẽ có hai hàng ghế với 5 chỗ ngồi và toàn bộ không gian sẽ được bọc da với những cái màu sắc tùy chọn. À, nếu ra mắt ở thị trường Mỹ và Canada thì ở Việt Nam sẽ có đôi nét khác biệt trong cái không, không gian nội thất này. Chúng ta nhìn quan sát cái mặt tổng thể của chiếc VinFast VF35 với không gian trong buồng lái. À, tất cả mọi nút bấm tùy chọn về cái phần không gian hợp số chúng ta thấy sang trọng hơn rất nhiều. Nó tiệm cận với tất cả những dòng xe sang và có thể cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ thậm chí nếu không nói quá là chúng ta có thể so sánh với dòng xe điện của hãng Tesla rất đám trong thời gian qua trong khi đó thì phiên bản VF-E34 tại thị trường Việt Nam giới thiệu trong thời gian vừa qua vào tháng 3 năm 2021 thì chúng ta thấy là cái không gian nội thất của một chiếc sedan phân khúc gọi là B cộng hay gọi là SUV phân khúc C như hãng Vinfast đã công bố thì chiếc VF-E34 này với cũng năm hàng ghế nhưng mà cho chúng ta một cái không gian nội thất nó sẽ tối ưu hơn rất nhiều so với cái dòng xe chạy xăng truyền thống ở thị trường Việt Nam À, thời điểm mà hãng VinFast phải giao cho những khách hàng đầu tiên chiếc xe điện này VF 34 sẽ là tháng 11 năm 2021 này và đó cũng là cái khoảng thời gian mà sẽ nhận đặt cọc chiếc VinFast VF 35 tại thị trường của Canada, riêng thị trường của Mỹ thì sẽ nhận đặt cọc từ tháng 9 năm 2021. Nếu khách hàng tại thị trường Việt Nam yêu thích chiếc VinFast VF A35 phiên bản ra mắt thứ hai này thì hoàn toàn có thể tùy chọn nâng cấp từ chiếc 34 lên chiếc 35 mà không mất phí. À, cái đó là theo những thông tin chính hãng đã công bố. Còn về tiêu chuẩn an toàn thì chiếc Spinfast VF e 35 có những đặc điểm rất thú vị. À, như hãng đã từng giới thiệu trước đây, đây là mẫu VF32 đã từng ra mắt à, cùng lúc ba mẫu xe tại thị trường à, thế giới. Như vậy thì chiếc Swinfast VF35 sở hữu đến 7 công nghệ à, hệ của hệ thống tự hành. Ví dụ chúng ta có thể kể tên ở đây là trợ lái thông minh này, kiểm soát à, thích ứng làng hoặc là giám sát cái người lái, đổ xe tự động à, rất nhiều cái à, tiêu chuẩn à, thú vị. Còn về công nghệ an toàn thì ở đây có đến 14 camera à, theo công nghệ lidar và cho chúng ta đo được cái khoảng cách từ rất xa à, lên đến tận gần 700 m với 19 cái cảm biến 360 độ và cái chip cho chúng ta xử lý với tốc độ băng thông lên đến 200 GB trên một giây hoàn toàn cho phép chúng ta tự hành ở cái cấp độ 3. Nên nhớ là về mặt uh, xe điện thì chúng ta có đến 5 cấp độ tự hành và chiếc vinfast VF E34 này nó có thể uh, tự hành gần như là hoàn toàn tự động. Trong khi đó chiếc vinfast VF E35 thì uh, cho một số cái tính năng là uh, thật sự tiên tiến so với những đối thủ cạnh tranh, uh, cũng bao gồm những cái tính năng uh, kiểm soát làng nhưng mà nó sẽ không bằng cái đàn anh cao cấp hơn. Bởi vì đây là một dòng xe à, sử dụng hoàn toàn công nghệ điện theo hãng công bố thì chiếc VinFast VF 35 có khoảng di chuyển hơn 500 km thì chúng ta sạc đầy. Trong khi đó thì đối thủ đàn em à, trực tiếp đó là cái chiếc vinfast VF 34 chỉ di chuyển trong cái khoảng không gian đô thị là 300 km cho mỗi lần sạc đầy. Thì à, chiếc VinFast VF 35 này sử dụng cái à, kết cấu là à, động cơ hai hai cầu, tức nghĩa là mặt trước và mặt sau ở phần này chúng ta phần không gian trước và sau đều có hai cái động cơ điện và cho phép chúng ta à, tăng tốc cũng như là đi địa hình phức tạp. Trong khi đó phiên phát VF ở chỉ là động cơ một cầu, à, đó là cầu trước. Về so sánh thì chiếc VinFast VF mươi 35 cho hai loại động cơ và nó có hai cái loại công suất từ 201 mã lực cho đến 402 mã lực. Nó cạnh tranh trực tiếp với những cái đối thủ đến từ Tesla những ông uh, trùm về cái hãng xe điện trong thời gian vừa qua. Mômen sắn cực đại ở mọi giải tốc đó là 320 Nm và 640 Nm cho hai cái phiên bản động cơ này về kích thước mâm như tôi đã đề cập nó từ 19 đến 20 inch các bạn thấy nó hơn hẳn cái chiếc SpinFast VF34 trong thời gian vừa qua về màu sắc thì hãng Vinfast chưa có một thông tin chính xác là sẽ công bố tuy nhiên theo thông lệ của thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới thì sẽ có ít nhất là 8 màu tùy chọn à, cái màu mà hãng giới thiệu trong những hình ảnh rò rỉ trong thời gian qua đó là màu xám lông chuột trong khi đó tại thị trường Việt Nam thì chiếc Vinfast vf 34 cho chúng ta 8 màu tùy chọn từ màu trắng à, bạc rồi xám titan cho đến những cái màu xanh dương xanh lá màu đỏ và màu đen và cái màu nâu đen À, tất cả những màu này nó rất hợp phong thủy khi chúng ta quan tâm đến cái chi tiết phong thủy khi chọn yếu tố mua xe như vậy các bạn nghĩ sao về hai dòng xe Vinfast VF 34 và Vinfast VF 35 sẽ ra mắt nhanh chóng trong thị trường thế giới cũng như tại thị trường trong nước à, nếu có phiên bản chạy xăng thì nó sẽ gọi là VF 35 à, chúng ta lưu ý ở đây là cái dòng VinFast VF34 và VinFast VF35 đều là dòng xe điện của hãng VinFast. Vì vậy đối thủ cạnh tranh trực tiếp uh, chúng ta có thể định danh ở đây là những dòng xe chạy điện. Chứ nếu chúng ta chỉ so sánh về mặt ngoại thất của cái dòng xe chạy xăng đó thì thật sự là nó hơi khập khiễng. À, bởi vì cái giá thành của VinFast VF 35 chưa chính thức được công bố nhưng mà đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nó là những dòng như là chiếc Toyota Fortuner hoặc là chiếc Ford Everest nên vì vậy chúng ta phải định danh nó ở cái tầm phân khúc của dòng D và giá thành đâu đó nếu cạnh tranh nó sẽ không dưới 1 tỷ rưỡi nhưng mà với hàm lượng công nghệ như hãng đã vừa công bố và cái thật sự chiều dài chiều rộng cũng như là chiều dài trục cơ sở nó quá ư là tiện dụng. Vì vậy thì chiếc VinFast VF 35 nó sẽ là tiệm cận với phân khúc của những dòng President mà chúng ta thấy tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên những công nghệ và những cái trải nghiệm trên một chiếc xe điện nó thật sự là khác biệt. Các bạn nghĩ sao về dòng xe VinFast VF 35 này? À, cũng như là dòng VinFast VF 34. Hãy để lại comment đăng ký kênh để nhận được cập nhật mới nhất các bạn nhé. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.